chào tất cả các tình yêu. Các bạn đã ghé thăm fanpage Tao Nam Định. Sơn Trần ơi, nói cho chị biết là cái tín hiệu có tốt không? Cái tiếng có rõ không? Em nói giúp chị với. Xin giới thiệu với các bác, đây là đồng chí Tam Bao, bắt đầu đi cắt cỏ đi nhá. Chào Hoàng Nhung ạ. Em nói cho chị biết là cái tiếng có rõ không ạ? Bởi vì là chị sợ là cái tín hiệu không tốt. Sơn Trần ạ. Chào Sơn Trần, chào Hoàng Nhung, chào Trần Ngọc Sơn ạ. Đây, Tam Bao bắt đầu đi cắt cỏ đây, sắp có diện mạo mới, sắp đẹp rồi. Tất nhiên là còn một vài chỗ. Ok, cảm ơn Hoàng Nhung ạ. Ok, cảm ơn Kiều Thanh Phong. Cảm ơn mọi người. Đi qua đây thấy cổng mở này, xong là thấy Tam Bao đang cắt cỏ, mọi người đang xử lý cái phần thoát nước của sân. Tôi phải vào tôi khoe ngay, vì đi lâu lắm chẳng có gì để khoe cho mọi người cả. Lâu lắm rồi tao như kiểu mất tích ý. Mọi người nhắn tin kiện quá. Nguyễn Tiến cỏ nhà chị mọc đẹp không em? Em thấy nhà chị tuyệt vời không? Làng chị tuyệt vời không phải Nguyễn Tiến Dũng ơi? Cũng là làng em đấy. Nhà tao đúng không? Hôm nay chỉ khoe cỏ thôi. Chào đi để khoe cỏ, khoe cỏ. Tam Bao đang cắt cỏ nhá. Cực đẹp. Đây cỏ là đã lên cỏ kim đây, chưa cắt đây. Đấy. Còn những chỗ này là Tam Bao đã cắt đây. Nói chung là một tháng nữa, cuối tháng 7 V-League trở lại thì sẽ cực đẹp rồi. Ôi cỏ nhà chị tuyệt vời, Nguyễn Tiến Dũng ạ. Cỏ làm sao? Cỏ đẹp này, tôi biết là cỏ đẹp, cỏ làm sao đúng nhỉ? Cảm ơn Quang ạ. Chào Lê Tình, Lê Trịnh. Thế mà có kẻ nó lại xúi dục mình, nó bảo là bỏ bóng đi. Đùa, cái kiểu đùa dai. Ai chơi kiểu vậy, chơi vậy, ai chơi nhở? Ôi đi qua nhìn đẹp quá, thế là phải vào khoe với tất cả mọi người. Trần Ngọc Sơn ơi, cái mọc chưa đều này là bởi vì cái hôm mà bị trận mưa ấy. Gieo xong thì đêm mưa to quá nên nó trôi hạt, cho nên là nó chưa đều. Nhưng mà cái này là đồng chí Tam Bao sẽ xử lý rất tốt, vì đồng chí đã làm cái sân tốt nhất miền Bắc rồi. Nhà chúng ta nó chắc nền nó mới được lâu. Vòng 13 của chúng ta, cái trận đá với SHP Đà Nẵng ấy, là chúng ta được đá sân nhà thôi. Chào Linh nha. Juni Nguyễn ơi, chào em nha. Chào Miên Vũ Đức ạ. Các chúng ta được đá sân nhà. Đá sân của chúng ta đến năm 1 tháng nữa sẽ rất là đẹp rồi. Mừng ghê cơ. Nước đang tới suốt ngày đêm đấy. Không có khán giả thì cũng phải chấp nhận là tất cả chúng ta đều giống nhau, mà nếu như dịch bệnh tốt thì chúng ta sẽ có được khán giả vào sân. Còn nếu như mà dịch bệnh mà thì khán giả chiếm được đá sân nhà là một điều rất là hạnh phúc rồi. Không phải đi thuê sân, không phải đi đá sân lại là một điều rất là hạnh phúc rồi, đúng không? Mong rằng sẽ qua đi để chúng ta lại được vào sân cũ. Em nhớ cái không khí này lắm rồi, em muốn được nhảy múa ở trên cái chỗ có chữ thiên trường kia lắm rồi, muốn được đứng ở chỗ cái dàn trống lắm rồi. Kiểu người tăng động ấy,
Thế xong là mọi người nói em rằng là như diễn viên hài mà đúng mình dẫn chương trình. Mình có bảo mình sai đâu. Thế là khi mà không có bóng một cái là xúi người ta là bỏ bóng đi, có lâu mới bỏ. Ai bỏ tôi thì bỏ, tôi bỏ ai thì bỏ, thì bóng tôi không có bỏ nha. Cỏ xanh mơn mởn đẹp như thế này, trời xanh mây trắng nắng vàng, cỏ xanh thiếu mỗi anh, nhưng đêm nay thì có mưa nha. Ra mưa cũng chẳng sao, bởi vì mưa đi là cỏ xanh tốt thì tưới. Trắng nắng vàng cỏ xanh thiếu mỗi anh thôi. Đừng anh nào xui tôi bỏ bóng nha, tôi không có bỏ đâu. Các anh có bỏ tôi bỏ, tôi không bỏ bóng. 15 tỏi cắt chậm. Chào tất cả mọi người ạ. À, em chào tất cả 18.000 người đang xem ạ. À. Em khoe rồi này chắc là mọi người cũng đang bận chưa có ông đâu, nhưng mà quen cứ quen rồi mình sẽ xem lại. Lâu lắm chả có gì để phát. Lâu lắm chả có gì để khoe với mọi người. Các tay đẹp thì tập trên này vậy mà lại bạn cũng hơi khó. Quên em phải cỏ vậy. Em đã đến đúng không ạ? Tí khoe khoan anh ạ, khoe là cỏ nhà em đang rất là đẹp rồi, đẹp mê rồi đây. Đây. Tôi đang lổ một chút thì cái hôm mà bị trận mưa ấy ạ, bị trận mưa thì là nó bị trôi mất hạt, nó không có đều. Bia. Em ở đâu em gọi chị đi. Đang thèm bia. Đắt thế. Vâng, thôi mọi người ơi, lạng bắt đầu lắc rồi. Em chào mọi người nhá. Xin mọi người chờ hóng những like sau.